Tên tù nhân tìm thấy một mảnh vải trong hộp cơm trưa. Trên mảnh vải có viết: có muốn đánh ván cờ không? Là phòng bên cạnh nhắn. Kỳ lạ, hai tù nhân bị nhốt tách biệt thì chơi cờ thế nào được? Đáp án là gõ vào tường. Phòng bên cạnh sẽ dùng tiếng gõ tường có quy luật để cho nam chính biết vị trí anh ta vừa đánh. Sau khi nam chính đánh xong cũng sẽ gõ vào tường. Hai người cứ như vậy mà đánh cờ cách vách. Viết hết phấn rồi thì phòng bên sẽ nhờ cảnh mục đưa đến. Một tháng trôi qua, vách tường, nền của phòng giam đều vẽ kín các bàn cờ. Nam chính đánh cờ cũng rất giỏi, nhưng vẫn chưa thắng được ván nào. Cao thủ thần bí ở phòng bên rốt cuộc là ai? Bên kia từ đầu đến cuối vẫn không trả lời, mà đưa cho nam chính một địa chỉ, kêu anh sau khi ra tù thì tìm đến đó. Nhưng nam chính giờ đây không lo nhiều như vậy, bởi vì anh vẫn còn nợ máu phải trả. Vài tháng trước, anh trai của anh ấy bị một nhóm bịp bợm chuyên mở quán đánh cờ lừa tiền để mắt đến. Không chỉ lừa hết tiền, cuối cùng còn bị đánh chết. Nam chính cũng bị bọn họ giá họa đến vào tù. Trong tù có một ông trùm xã hội đen, luôn muốn hối lộ quản ngục trưởng để tạm ra tù. Nhưng quản ngục trưởng là một kẻ mê cờ, cứ bắt ông trùm xã hội đen phải đánh thắng ông ta một ván cờ vây mới được. Trùm xã hội đen chỉ có thể trở về nghiên cứu lối đánh cờ của quản ngục trưởng. Đang cảm thán đây là một thế bí, nhưng bất chợt nghe thấy một tiếng: ông chưa thua. Là nam chính. Chỉ thấy anh cẩn thận bước tới, đi vài nước cờ đã phá vỡ tình thế bí bách mà quản ngục trưởng tạo ra, lập tức khiến cho ông trùm thay đổi cách nhìn. Về sau, anh ấy thay ông trùm đi đánh cờ, không chỉ thắng được phê thuận nghỉ phép, mà còn thắng được sự tôn trọng của quản ngục trưởng. Ban ngày, anh vừa ăn bữa ăn thịnh soạn, vừa chỉ dẫn quản ngục trưởng đánh cờ, giúp ông ta giành được vô số giải thưởng trong các cuộc thi cờ vây lớn. Đến tối lại tìm đến ông trùm học đánh vật. Nhưng nếu muốn đánh được người khác, trước tiên phải ăn đòn. Nam chính lúc đầu là bị một người đánh, sau đó lại bị một nhóm người đánh. Chịu đựng nỗi đau ngày này qua tháng khác, anh ấy đã từ một con gà bệnh biến thành thế này. Tiếp đến, anh bắt đầu học cách đánh người. Nỗi hận trong lòng khiến anh tiến bộ thần tốc, sau cùng mạnh đến mức một mình anh có thể đánh gục một đám tù nhân. Sau khi ra tù, ông trùm chuẩn bị sẵn cho anh một món tiền lớn. Cuộc báo thù cuối cùng cũng đã bắt đầu. Anh ấy cạo râu rồi ngụy tạo thân phận. Đầu tiên là tìm đến một tên tay sai, cố ý thua liên tục trên bàn cờ, làm cho tên đó nghĩ rằng anh là một tên ngốc giàu có, dễ dàng mắc câu, thua cho đến ván cuối cùng. Nam chính bất ngờ đề nghị, kẻ thua cuộc sẽ phải ăn 10 phát búng chán. Tên tay sai thắng đến mờ mắt, không chút nghĩ ngợi mà đồng ý. Kết quả, hắn đã thua, còn cười ha ha kêu nam chính búng. Chỉ thấy ngón tay của nam chính như cung tên vậy, búng một cái đã khiến tay sai ong ong đầu óc, tạo thành một mảng tím giữa trán. Lần thứ hai là dội thẳng luôn ra ngoài. Tên tay sai đau quá, liền rút dao muốn đâm người, nhưng đã bị nam chính đánh cho hai cú đấm trời giáng, trói lại trên cây cột. Bây giờ vẫn còn thiếu 8 cái búng chán nữa. Nam chính dùng lực tay đáng sợ của mình, hết lần này đến lần khác, búng đến khắp phòng đều là tiếng vang. Búng đến chán tên đó nứt ra, hai cú cuối cùng còn búng thẳng lên mắt hắn, búng đến anh ta chết tươi. Mà đây mới chỉ là xử lý kẻ thù đầu tiên, ít nhất còn 3 người nữa phải giết. Nam chính quyết định thành lập đội ngũ. Đầu tiên anh ấy tìm đến bạn của anh trai, bậc thầy lừa đảo, Maxo. Maxo vừa thấy đối thủ là ông chủ ly tàn nhẫn độc ác, sợ đến mức bỏ chạy ngay. Nhưng nam chính nói, làm xong vụ này sẽ được 3 tỷ. Anh ta đã quay lại, cậu nghĩ tôi làm vì tiền sao? Anh trai cậu đối xử với tôi rất tốt, tôi muốn trả ơn nên mới đến đây. Người thứ hai cần tìm là ông lão hai mắt đã mù này, biệt danh ma rượu, cũng là một bậc thầy về cờ vây. Ma rượu lại dẫn hai người họ đi tìm người đồng đội cuối cùng, người đàn ông cụt một tay giỏi về cơ quan, thợ mộc. Hai người họ từng một thời hô mưa gọi gió trong giới cờ vây, nhưng lại bị ông chủ ly hãm hại. Hai con mắt của ma rượu và một cánh tay của thợ mộc đều vì vậy mà mất đi. Bây giờ có cơ hội, tất nhiên phải trả thù rồi. Bọn họ bắt đầu bố trí. Đầu tiên là nhắm vào tên trợ thủ số 2 của ông chủ ly, quản lý Giang. Maxo cải trang thành ông chủ lớn, cầm một túi lớn tiền mặt xông vào quán cờ, tìm hết người này đến người kia chơi cờ, rồi lại thua hết lần này qua lần khác. Sau khi thua mất 100 triệu, liền nổi trận lôi đình giữa quán, trông như một chú cừu béo bở. Và quản lý Giang đang giám sát phòng cờ phía sau, quả nhiên đã để mắt đến anh ta, lừa Maxo đi vào phòng bao, cố tình thua cho Maxo một khoản tiền. Sau đó nói, ngày mai có dám chơi luôn trận lớn hay không? Maxo đồng ý luôn. Quản lý Giang nghĩ rằng đối phương đã mắc bẫy, nhưng lại không biết mình mới là cá cắn câu. Đêm đó, thợ mộc chuẩn bị sẵn công cụ gian lận, một bàn cờ đặc biệt được làm thành đôi mắt, nước cờ đánh ra sẽ được hiển thị trên màn hình. Ngoài ra còn có miếng đệm chân dùng để truyền tải thông tin, nhờ vào số lần chấn động để hướng dẫn Maxo đánh cờ. Ngày hôm sau, quản lý Giang đem một vali tiền đến, nhưng hắn ta cũng gian lận. Hắn nhờ đến một bậc thầy cờ vây tóc trắng âm thầm giúp đỡ hắn ta. Nhưng tóc trắng từng là bại tướng dưới tay ma rượu, ông ta gài hết bẫy này đến bẫy khác trong ván cờ, đều bị ma rượu phá giải toàn bộ. Tóc trắng nhanh chóng cầm cự không nổi, hại quản lý Giang thua đến thảm hại. Cuối cùng thì chó cùng rứt dậu, lấy dao ra muốn giết người cướp tiền. Thời khắc then chốt, nam chính đã đến. Hai người lập tức đánh xé nhau, đánh từ trên xe cho đến trên đất. Quản lý Giang vẫn không thể đánh lại một cao thủ từng trải như nam chính.
bị đập đầu vào cửa xe hôn mê tại chỗ. Đợi đến khi hắn tỉnh lại, thì phát hiện mình đã ở trong một kho lạnh, âm 20 độ. Hai tên điên đang chơi cờ vây. Đây là một ván cờ cược mạng sống. Trên bàn cờ có cắm một con dao, bên cạnh còn có một chiếc đồng hồ cát, ép họ nhanh chóng hạ cờ. Thời gian từng chút một trôi qua, nhiệt độ thấp đến âm 36 độ. Trên người họ kết đầy băng tuyết, bóng đèn bên cạnh đều lần lượt bị đông đến nổ quang. Quản lý Giang không thể cầm cự được nữa, hắn ta biết ván này mình thua chắc, liền dứt khoát rút dao lên giết nam chính. Kết quả lại ăn phải một trận đòn, ngã xuống đất. Nam chính lấy một tờ đề cờ vây, nói rằng nó chính là mã mở khóa kho lạnh, giải được thì còn đường sống, sau đó rời khỏi nơi đây. Quản lý Giang gồng mình đi phá giải thế cờ bí trên tờ đề, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, não đều đã bị đông cứng hết rồi, sao còn có thể mở được khóa. Chờ đến khi ông chủ Ly, chủ hắn ta tìm tới, hắn đã đông cứng thành kem que. Không bao lâu, ông chủ Ly nhận được tin nhắn của nam chính, nói rằng muốn chơi một ván cờ online với tóc trắng. Nếu thua, anh sẽ đền 6 tỷ. Nếu thắng, anh muốn cái lưỡi của tóc trắng. Tóc trắng lo lắng tột độ, nhưng làm gì đến lượt ông ta quyết định. Thế là hai bên kết nối chơi cờ. Tóc trắng càng ngày càng tốn sức, mồ hôi chảy ra nơi đầu mũi. Ông ta đã đoán được kết quả, ván cờ cuối cùng cũng kết thúc. Tóc trắng quả nhiên thua đến thảm hại. Kẻ thua cuộc chính là phế vật. Ông chủ Ly không chút ngần ngại cắt lưỡi ông ta, sau đó mở cửa sổ nhìn thử. Nam chính đang ngồi cách đó không xa. Anh và kẻ thù đối mắt với nhau, rồi quay người rời đi. Ông chủ Ly không bắt được nam chính, nhưng ông ta đã sai người bắt được ma rượu và Maxo. Maxo bị giày vò đến gần chết. Ông chủ Ly lấy ra tờ đề mà nam chính đã để lại cho quản lý Giang, bắt anh ta giải thế cờ ở trên đó. Sai một bước sẽ bẻ gãy một ngón tay. Sau đó lấy mạng anh ta để chơi một ván cờ. Ma rượu mù không thể chịu đựng được nữa, quyết định thay thế Maxo. Ông chủ Ly cố ý không lấy cờ cho người mù ra. Ma rượu chỉ có thể hình dung bàn cờ trong đầu, vừa đánh cờ, vừa nhớ hết vị trí của tất cả các quân cờ. Điều này cực kỳ tốn trí não. Nhưng thời gian trôi đi từng chút một, ma rượu vẫn còn đang tấn công. 14 cột 13, đánh. Nhưng ông chủ Ly không hề hoảng sợ, bởi vì ông ta đang gian lận. Đằng sau ông ta là một thần đồng cờ vây, đang nhìn bàn cờ từ trên cao, biểu hiện thờ ơ. Dần dần, ma rượu đánh đến đầu đầy mồ hôi, ông không cầm cự nổi nữa. Thần đồng hạ quân cờ cuối cùng, giúp ông chủ Ly giết ma rượu một cách triệt để. Tên ác ôn như mày, sao có thể đánh được nước cờ như vậy? Thắng thua đã định, không cứu vãn được nữa. Ma rượu rút kiếm đâm về phía ông chủ Ly, nhưng lại bị phản đòn mất kiếm, bị một kiếm găm vào người, sau đó còn bị cố định xuống bàn cờ. Nam chính hay tin liền vội vàng đuổi tới. Anh đi thẳng vào giữa đám ác nhân này, mọi ân oán sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Ông chủ Ly lệnh một phần thuộc hạ đi ra ngoài. Hóa ra, Thợ Mộc đang ở ngoài đợi tiếp ứng. Anh lạnh lùng liếc nhìn những kẻ xấu xa vây quanh mình, lấy côn nhọn ra lắp vào cánh tay bị cụt. Sau một trận chém giết điên cuồng, anh ấy dùng cả sinh mạng để diệt sạch bọn chúng. Còn nam chính và ông chủ Ly cũng bắt đầu trận quyết đấu cuối cùng trên bàn cờ. Nhưng đối thủ thực sự của anh ấy là thần đồng sau lưng ông chủ Ly. Trước mặt đứa trẻ thần đồng có một người phụ nữ, cô ta là thuộc hạ của ông chủ Ly, cũng là người yêu của nam chính. Nhưng ông chủ Ly sớm đã phát hiện ra mối quan hệ của họ, nói rằng ván cờ hôm nay nếu như anh dám thắng thì cô ta sẽ chết. May là quan hệ của thần đồng và người phụ nữ rất tốt, dưới sự hướng dẫn bí mật của cô ấy, thần đồng khiến ông chủ Ly và nam chính hòa trên bàn cờ không phân thắng bại. Vậy chỉ có thể quyết sống chết ngoài bàn cờ. Nam chính lập tức cướp dao chém thẳng. Anh ấy mặc một cây đồ trắng, giống như một quân trắng cô độc mà dũng mãnh, giết chết một bàn cờ toàn quân đen. Mất dao rồi thì dùng đến nắm đấm. Anh tiện tay lấy gạch đập, lấy ống đèn chém, cuối cùng diệt sạch đám lâu la, chỉ còn lại ông chủ Ly. Nam chính dùng tay không đối đầu với dao găm sắt bén của ông ta, không ngừng ngăn chặn, tránh né, cuối cùng vớ được cây kiếm do ma rượu để lại, giết chết ông chủ Ly. Quân trắng này của anh cuối cùng đã giết hết quân cờ đen. Kết thúc câu chuyện, Maxo, người phụ nữ và thần đồng đều sống sót. Nam chính dẫn dắt bọn họ bắt đầu cuộc sống mới. Người ta thường nói đời người như một ván cờ, vậy thì người điều khiển đằng sau nó, rốt cuộc đó là chính mình hay là số phận?